Rồi, xin chào tất cả mọi người nhá. Mở màn cho Porsche Macan, không phải là hình ảnh của Duy nữa mà sẽ là cô nàng sexy, nóng bỏng và quyến rũ này. Đó, các bạn thấy không? Cô nàng có chiếc đầm quá phù hợp với cả màu của chiếc Macan này luôn. Xin thiệu các bạn, đây chính là Porsche Macan 2019. Với những cái thay đổi chủ yếu ở bên ngoài, các bạn có thể thấy ngay, đang là cụm đèn hậu này, rồi cụm đèn pha phía trước cũng là những điểm thay đổi so với cả chiếc thế hệ tiền nhiệm. Rồi, anh em mình cùng đứng đây ngắm một chút nhá. Ngắm cả xe, ngắm cả cô gái này để chờ một chút các photographer ở các đơn vị báo chí khác đang chụp hình. Đó. Mọi người đang say đắm quá. Rồi chờ chút mọi người chụp xong thì mình sẽ đưa quý vị các bạn cùng vào những chi tiết. Các bạn thích chi tiết của cô gái trước hay chi tiết của chiếc Macan 2019 trước ạ? Rồi. Làm đường cô gái này trước đi. Đẹp này. Đó, tiện thể ngắm luôn cụm đèn hậu của chiếc Porsche Macan 2019 nha các bạn. Trước đây ấy thì cụm đèn hậu của Macan thì sẽ là hai hình oval ở hai bên, khá to, dày. Nhưng mà ở thế hệ này thì cụm đèn hậu đã được làm mảnh hơn và được nối liền với nhau bởi một dải LED. Và trên dải LED đó còn có dòng chữ Porsche rất đẹp và hấp dẫn. Thật sự đây là một cái điểm vô cùng ấn tượng ở phần đuôi của chiếc Macan thế hệ mới này. Đó. Đây các bạn có thể thấy rất rõ ràng là cái phần đèn này được làm vuốt nhô ra một chút, giống như là cần phần cánh gió vậy. Đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe chúng ta có thể kể tới như là Audi Q5. Đó. Chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu. Phần phía trước trực diện này sẽ là cái điểm rất đáng để chúng ta nói tới, khi mà hoàn toàn bộ những cái thiết kế và trang bị được thay đổi hoàn toàn ở phần đầu xe so với cả Macan thế hệ trước. Các bạn có thể thấy đặc biệt đầu tiên kể tới đó chính là cái phần lưới tản nhiệt. Đó. Phần lưới tản nhiệt thì vẫn là những cái thiết kế đơn giản, tinh tế, kèm với cả hai hốc gió ở hai bên với cái dải đèn ở phía dưới. Đó. Đây nha, Duy sẽ tiến vào đây. Đây là hai đường LED, đèn LED dạng định vị ban ngày. Đó. Ở bên trên cái cụm đèn pha mới này cũng là một cái điểm rất đáng là chúng ta chú trọng hơn, khi mà cái phần thiết kế của cả cái đèn pha này ấy, nó vẫn là cái khối hình quen thuộc trước đây của những mẫu xe Porsche, nhưng mà ở bên trong, cái phần bên trong nó đã tạo cho chúng ta một cái nhìn nó mê hoặc, nó sexy và nó vô cùng quyến rũ như một cô gái mới lớn vậy. Bốn cái điểm là bốn cái dải đèn LED ở bốn góc của cái phần đèn này đã là một cái điểm đặc trưng của những mẫu Porsche thế hệ hiện tại ngày nay. Chỉ cần nhìn từ xa cụm đèn pha, thấy bốn chấm, chắc chắn đó là Porsche, không phải là một mẫu xe nào khác được. Rồi là hệ thống đèn thông minh thì chắc chắn là cụm đèn pha này cũng sẽ được sử dụng full LED đương nhiên. Và chúng ta cũng sẽ có đèn pha ở đây, đèn cốt, đèn pha, rồi là cả đèn mở góc lái ở đây nữa. Đó. Chiếc Macan 2019 thì ở bên trong nội thất cũng không có nhiều thay đổi, chỉ là những cái option mà do các bạn khi mua xe các bạn tích vào là các bạn sẽ có thôi. Đối với Porsche, thích gì chỉ cần thêm chi phí là các bạn sẽ được sở hữu, ngay cả đến màu logo hay là la răng hay là ốp gương, đôi khi cả là viền cửa. Đúng vậy, tất cả mọi thứ. Phải nói là Porsche có cái cảm giác vận hành vô cùng thích thú.
cái hệ thống kiểm soát điện tử của Porsche ấy, các kỹ sư sản xuất nghiên cứu, các cái kỹ sư nghiên cứu và sản xuất ấy, đều cho chúng ta cái cảm giác chạy, cái cảm giác vận hành nó đã lắm. Nói sâu một chút, chúng ta sẽ nói sâu một chút đi ạ. Là khi mà những mẫu xe khác cho chúng ta cái cảm giác chạy và những cung đường trơn trượt ấy, chúng ta đạp ga, hệ thống cân bằng điện tử ngắt đi cái moment xoắn xuống những cái bánh, từng cái bánh một khi mà bị mất bám. Và thậm chí là khi mà chúng ta mất bám quá nhiều thì những mẫu xe đó còn ngắt cả ga, không cho chúng ta ga tiếp. Nhưng mà với Porsche thì luôn luôn chúng ta vẫn có thể sử dụng chân ga, chúng ta vẫn nhồi ga thêm vào được, và sử dụng tay lái để đánh lái giúp xe vượt qua những cái đoạn đường trơn trượt. Đó là cái cảm giác cái xe nó bị trượt, nó phê, nó thích thú vô cùng luôn. Đấy là chỉ nói đến cái hệ thống cân bằng điện tử thôi ạ. Đây, bộ la răng đa chấu của Porsche thì bộ la răng này cũng chúng ta cũng đã gặp ở trên nhiều những cái mẫu xe của Porsche rồi. Nó là những cái option mà chúng ta có thể tùy chọn thêm. Lốp thì là lốp Michelin. Bộ la răng 21 inch. Thật ra với Porsche, những cái bộ la răng 22 inch ấy mà trang bị ở trên những cái mẫu xe hiệu suất cao ấy, nó phải nói là nó mê hoặc bất kỳ ai nhìn lướt qua. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào cái không gian nội thất làm chút. Ồ, rất tiếc là chiếc xe đã bị lóc cửa. Thôi chúng ta nhìn qua một chút ở bên ngoài, bởi vì thật sự là những cái trang bị ở bên trong của chiếc Macan 2019 không có sự thay đổi luôn. Đó, các bạn có thể thấy cái bảng điều khiển vẫn vậy này, màn hình vẫn vậy này, vô lăng cũng vẫn vậy. Đây là chiếc Macan được lắp động cơ 2.0. Đó. Chết rồi. Rồi, Duy sẽ nói nhanh hơn một chút nữa, không thì sẽ đến giờ khai mạc show diễn của bên Bentley. Chúng ta sẽ rất khó để nói chuyện cùng với nhau, chia sẻ cùng với nhau. Rồi, các bạn có thể ngắm một chút cái phần đầu xe đi ạ. Vâng. Nếu mà để so sánh trực tiếp với các mẫu xe như là GLC Coupe, Q5 hay X4 thì Porsche Macan luôn luôn cho chúng ta cái nhìn thể thao hơn này, cái sức hấp dẫn nó lớn hơn này, và cái sự tinh tế nó cũng là một cái nhìn rất là đặc biệt. Động cơ 2.0 của chiếc Porsche Macan này sản sinh ra công suất là 252 mã lực tại từ 5.000 đến 6.750 vòng trên phút, và 370 Nm tại 1.600 đến 4.500 vòng trên phút. Đây, đi cùng với hộp số 7 cấp. Có thể mẫu xe này có thể đạt được vận tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 6,7 giây và tốc độ tối đa là 227 km/h. Đó. Còn để nói về những cái option trang bị của Porsche Macan thì như Duy có chia sẻ đó, đối với Porsche, các bạn thích gì, muốn gì, các bạn chỉ cần tích vào tờ giấy, sau đó hãng sẽ làm chiếc xe đó theo ý của bạn. Đó là cái hay, cái chất của Porsche, cộng với cả những đường nét thiết kế, cùng với những gì mà các kỹ sư của Porsche đã mang lên chiếc xe của họ. Các bạn yên tâm, chạy Porsche phê thôi rồi, phê cực kỳ luôn, không có gì để mà phải bàn cả. Các bạn nhìn ngắm một chút về cái phần đuôi xe đi, cái đèn hậu này quá đẹp luôn. Rồi, thay vì những cái nội thất ở bên trong thì Duy sẽ quay thêm một số những cái shot hình đẹp về ngoại thất của chiếc Porsche Macan này để gửi tới quý vị các bạn nhé, và cũng hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin chào.